Theo báo cáo của Sở Y tế, tính từ 17 giờ ngày 23 tháng 7 đến 6 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2021, Bình Dương ghi nhận 495 ca mắc mới COVID-19, trong đó là có 62 ca qua sàng lọc cộng đồng. Cụ thể, 339 ca phát hiện trong khu cách ly, 19 ca phát hiện trong khu phong tỏa, 75 ca phát hiện tại các cơ sở y tế, 62 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Về địa bàn, thành phố Thuận An có 344 ca, thành phố Dĩ An 56 ca, huyện Bào Bàng 40 ca, thành phố Thủ Dầu Một 28 ca, thị xã Tân Uyên 13 ca, thị xã Bến Cát 1 ca, huyện Dầu Tiếng 1 ca và các tỉnh thành khác 12 ca. Tính từ đợt dịch thứ tư, Bình Dương ghi nhận 6.591 ca mắc COVID-19. Hiện tại có 11 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh với 3.939 bệnh nhân đang điều trị. Các bệnh nhân mới phát hiện đang được điều phối sang các khu điều trị và một số bệnh nhân F0 không triệu chứng vẫn còn cách ly tại các khu cách ly tạm thời. Trong đó có 44 phụ nữ mang thai, 39 người trên 65 tuổi, 108 người bệnh lý nền, 99 người có diễn biến nặng. Đã có 384 bệnh nhân khỏi bệnh và 18 bệnh nhân tử vong. Qua kết quả truy vết, tại tất cả các ổ dịch ghi nhận khoảng 22.672 trường hợp F1, 39.814 trường hợp F2. Tổng số trường hợp hiện đang còn cách ly y tế tập trung là 12.531 trường hợp. Tổng số trường hợp đang cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú là 33.032 trường hợp. Đến nay, đã thành lập được 5.788 tổ COVID cộng đồng và 7.974 tổ an toàn COVID tại doanh nghiệp. Toàn tỉnh đã tiêm vaccine cho 68.742 người, trong đó là có 64.287 người mũi 1, 4.455 người tiêm mũi 2, 16.029 người có phản ứng thông thường, tức là khoảng 23,3%. Để đạt miễn dịch cộng đồng trong phòng chống dịch COVID-19, Bình Dương đã đề ra mục tiêu tiêm chủng có 134 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Còn tại thành phố Cần Thơ, địa phương này có thêm 32 người dương tính SARS-CoV-2, trong đó 3 người phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 16 người là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó và 13 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. Như vậy, toàn thành phố Cần Thơ có 170 người mắc COVID. Bình Dương đã sử dụng 1.700 liều vaccine AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ đợt đầu tiên. Từ quý 2 năm 2021 đến nay, vẫn đang tiếp tục thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo tinh thần nghị quyết số 21 của Chính phủ, cùng với tiến độ cung ứng vaccine và hướng dẫn từ Bộ Y tế theo từng đợt. Cùng với cả nước, Bình Dương đã xây dựng chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 và dự kiến triển khai thực hiện với các điểm tiêm chủng cố định và lưu động đủ điều kiện để tiêm vaccine phòng COVID-19 theo quy định để đáp ứng với số lượng công nhân tại các khu công nghiệp, các cơ quan, doanh nghiệp, khu chế xuất và người dân trên địa bàn tỉnh. Các đợt tiêm chủng sẽ được triển khai ngay khi có vaccine. Các điểm tiêm và đối tượng tiêm chủng sẽ được ngành y tế và chính quyền địa phương thông báo tới toàn thể người dân và vaccine phòng COVID-19 được tiêm miễn phí cho tất cả mọi người dân.